Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Nghĩ xấu cho mẹ. Sau gần một năm kết hôn, vợ chồng Nhung cũng đến lúc có được trái ngọt. Sắp tới ngày sinh nở, Nhung bàn với chồng: sắp tới em sinh, nếu anh không cán đáng được thì phải thuê ô xin thôi. Lương hai vợ chồng chưa nổi 15 triệu bạc, thuê người theo giá mặt bằng bây giờ tháng 6-7 triệu lấy đâu ra. Thế thì em sinh con, đừng la cà nhậu nhẹt gì nữa, lo về mà giặt giũ chăm con. Xong ngay. Nói mạnh là thế, nhưng khi vợ sinh con được một tháng mới biết tay nhau. Nam không có thời gian để thở, chứ đừng nói đến chuyện nhậu nhẹt cùng bạn bè. Kiểu này thì bớt ăn bớt xài, thuê ô xin thôi. Em biết anh thương em nên đỡ đần em rất nhiều. Nhưng nhìn anh ngày nào đi làm về cũng vất vả làm việc nhà tới khuya, em không đành. Thuê ô xin là hay nhất đó anh ạ. Có điều anh về bàn với mẹ, mẹ ở nhà chỉ chăm dăm ba con gà con chó. Anh đưa mẹ xuống đây, mẹ con bà cháu được gần nhau. Nếu mẹ lấy tiền, ta cứ trả cho bà. Và có lấy cũng không đến đầu đến ngọn đâu mà sợ. Thuê người ngoài tháng 6 triệu, ta trả cho bà vài ba triệu gọi là. Mẹ không dám ra giá với vợ chồng mình đâu. Nghe vợ nói có lý, sáng hôm sau Nam xin nghỉ việc, đánh xe về quê và bày tỏ nguyện vọng với mẹ. Vợ chồng con đang rất khó khăn, mẹ cũng biết đó. Thực tình mẹ cũng muốn xuống với các con từ khi cái Nhung sinh, nhưng không thấy vợ chồng tụi bay nói gì cả. Mẹ tự tiện xuống, rủi sau này có gì không may xảy ra, vợ chồng mày lại mâu thuẫn với nhau, nên mẹ đành vậy. Mẹ biết chứ, hồi ba mẹ hy sinh, mẹ sinh mày một mình ở cơ quan cũng cực lắm. Hiểu mà, nhưng thời nay khác trước. Bây giờ con dâu thì làm bà gia, bà gia như con sen con ở, nên mẹ phải giữ gìn. Được rồi, mẹ đồng ý đi. Nhưng có một điều kiện thế này, nếu tụi bay nhất trí thì tao đi, nếu không thì thôi. 10 điều kiện con cũng nhất trí. Mẹ lấy tiền công, cũng như tụi bay thuê người ngoài. Vừa rồi có người cũng tới đặt vấn đề, đi làm giúp việc. Chỉ phải đi chợ và nấu ăn, họ trả tháng 6 triệu. Làm cho tụi bay vừa phải nấu ăn vừa phải chăm sóc cháu, lẽ ra phải hơn, nhưng mẹ cũng chỉ lấy 6 triệu thôi. Để con về bàn với vợ con coi sao. Nếu Nhung nhất trí, con sẽ về chở mẹ xuống. Lương hàng tháng trả đủ cho mẹ vào ngày 20 đó. Quá thể đáng thiệt. Thôi, cứ đồng ý với mẹ thế đi. Tính mẹ vốn sòng phẳng bà nói thế, chứ hoàn cảnh vợ chồng mình còn khó khăn. Có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, bà không quá đáng đâu mà sợ. Hơn nữa lọt sàn xuống nia, bà có lấy rồi bà cũng cất đó. Khi bà qua đời, ai vào đó mà lấy của vợ chồng mình được. Hơn nữa, thuê ai cũng không bằng thuê bà. Bà là người siêng năng sạch sẽ, chu đáo cẩn thận và khoa học nữa. Riêng khoản ru cháu thì miễn chê. Bà chăm cháu thì yên tâm. Tuy nhiên, Nhung đã nhầm. Chưa đến ngày 20 là mẹ chồng đã nhắc tiền lương cho Nhung chuẩn bị. Có tháng, Nhung vét bóp chỉ còn 5 triệu 7, bà bắt Nam bỏ vào cho đủ 6 triệu. Mẹ đúng là quá đáng chưa từng thấy, bòn rút của con cháu từng đồng từng xu, bực cấm mình. Thôi, ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa em à,
Anh cũng không ngờ tính mẹ lại sòng phẳng đến như thế. Tuy không khí trong gia đình có lúc không êm đềm như láng giềng cảm nhận, nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi. Sau 3 năm, hiệp đồng hết hạn, nhân bữa cơm tối, bà nói với vợ chồng Nam: "Hôm bữa đồng ý xuống đây, mẹ nói chia đi 3 năm. Bữa nay thời gian cũng sắp hết, mẹ bây giờ cũng chậm chạp rồi. Hơn nữa thằng cu đã đi nhà trẻ, công việc cũng ít hơn. Các con có thể cố gắng được để mẹ về với cha con. 3 năm nay hương khói không được đều đặn, để ổng một mình tủi thân. Sáng mai cho mẹ xin tháng lương cuối cùng để mẹ về." "Nếu mẹ đã quyết rồi thì tụi con xin vâng." "Con gửi mẹ, mẹ coi dùm con đã đủ chưa?" "Đủ rồi đó con. 3 năm ở với các con, mẹ không tránh được sơ suất. Thôi thì các con thông cảm, mẹ già rồi. Tới lượt tụi bay cũng thế cả thôi. Sống ở đời đừng có xét nét, ki bo quá." "Bà dạy hay thế, mà đối với con cháu trong nhà bà chi ly từng đồng." 2 ngày sau. "Ủa, em nhớ là mình đã khóa cổng trước khi đi làm rồi mà." "Mẹ, mẹ bỏ quên cái gì ạ?" "Ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với hai con. Bữa trước mẹ vội về vì ngày 21 là ngày đổ tiền phường ở quê. Lại là ngày mẹ nhận lại tiền phường trong 36 tháng. Tổng cộng cả tiền phường và tiền được chia hàng tháng, cộng lại được một khoản lớn đó. Mẹ thấy vợ chồng tụi bay đang khó khăn, chi tiêu không có kế hoạch, nên mẹ buộc các con phải tiết kiệm được ít nhất mỗi tháng 6 triệu. Coi như các con nhờ mẹ giữ giùm. Hôm qua mẹ đã rút về đầy đủ cả vốn lẫn lời, mang xuống cho các con đây." "Mẹ..." "Mẹ, thế mà nhiều lúc con đã nghĩ xấu cho mẹ.